Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 8 tháng 11 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và những giây phút ấm cúng cùng với bạn bè và gia đình. Sáng thứ 6 lại đến rồi và chiều ngày hôm nay, lúc 6 giờ chiều giờ California, Lộc Loan cùng anh JD sẽ có một buổi livestream ca nhạc nho nhỏ. Ngày lễ cựu chiến binh sắp đến và chương trình ca nhạc với chủ đề Anh không chết đâu anh. Và sau bản tin chính, quên nữa, ngày hôm nay Lộc Loan nhận được một tin vui, chút xíu nữa sẽ chia sẻ với quý vị trong bản tin Tìm Người Thân. Mùa đông đến, một số cách để giúp cho da đầu khỏi bị khô. Lính cứu hỏa ở Houston bị tử nạn trong vụ cháy nhà kho, một người khác bị thương. Theo Axios đưa tin, California có chiều hướng chuyển đỏ đáng kể trong cuộc bầu cử năm 2024. Thống đốc California Gavin Newsom kêu gọi phiên họp lập pháp đặc biệt sau chiến thắng của tổng thống đắc cử Donald Trump. Hai đảng viên đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối các lực sĩ chuyển giới sau chiến thắng của cựu tổng thống Donald Trump. Thành phố New York kết thúc chương trình thẻ tặng tiền dành cho người di cư. Việc thông qua luật về quyền phá thai gây ra cuộc chiến pháp lý mới tại Missouri. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết, quân đội sẽ chỉ thực hiện các mệnh lệnh hợp pháp của chính quyền tổng thống đắc cử Donald Trump. Dân biểu đảng Dân Chủ Kim Scheer tái đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ tại quận 8 của Washington. Dan Davis tái đắc cử trong cuộc đua vào Hạ viện duy nhất của North Carolina. Bầu cử Thượng viện Pennsylvania, đảng viên đảng Cộng hòa Dave McCormick giành được chiếc ghế. Tổng thống Joe Biden phát biểu trước toàn quốc gia, cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Những người tiến bộ nói nếu đưa thượng nghị sĩ Bernie Sanders lên thì đảng Dân Chủ sẽ không thua. Một số người di cư đã bỏ ý định sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tòa cho ông Giuliani một tuần để giao tài sản cho hai nhân viên bầu cử Georgia bị ông phỉ báng. Cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, 10 người giàu nhất trên thế giới có thêm 64 tỷ đô la. Vatican chúc mừng cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu độc lập an ninh với Mỹ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Nhiều nhà máy phụ tùng xe hơi ở Đức đóng cửa. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tàu thuyền ở Hồng Hải. Nhật Bản trang bị thêm hỏa tiễn JSM cho phi cơ chiến đấu F-35A. Tin Việt Nam, công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc rời khỏi Việt Nam để né thuế từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay là giá vàng và giá xăng dầu mới nhất. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay là 2.688.99 đô la một ounce, tăng 24.51 đô la so với ngày hôm qua là 2.664.48 đô la một ounce. Giá dầu Brent là 74.92 đô la một thùng. Giá dầu WTI là 71.45 đô la một thùng. Mùa đông đến, một số cách để giúp cho da đầu khỏi bị khô. Da đầu khô khiến cho chúng ta cảm thấy ngứa ngáy. Lúc đầu thì gãi một chút để giảm ngứa, nhưng cơn ngứa không biến mất mà cuối cùng lại dẫn đến việc da đầu bị bong tróc. Có vô số nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng da đầu bị khô, chẳng hạn là do sản phẩm chăm sóc tóc, gội đầu quá thường xuyên, thay đổi thời tiết, bị bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm. Ngoài ra, những ảnh hưởng gây hại từ môi trường cũng khiến cho da đầu của mình bị khô. Việc tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp có thể làm phỏng da đầu và gây kích ứng. Không chỉ vậy, thời tiết lạnh cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da đầu khô và bong tróc. Nói một cách đơn giản, da đầu khô là do thiếu độ ẩm. Nếu chúng ta có chân tóc bị khô hoặc bị khô ở bất cứ nơi nào khác trên cơ thể, thì việc bị khô da đầu sẽ dễ xảy ra. Da đầu khô và da đầu bị gào có vẻ khá giống nhau. Triệu chứng của cả hai bao gồm da khô, ngứa và bong tróc. Nhưng trên thực tế, chúng không giống nhau. Da đầu khô là do thiếu độ ẩm, trong khi viêm da là gây ra tình trạng gào rất phổ biến. Do đó, cả hai tình trạng này cần phải chữa trị một cách khác nhau. Ngoài biện pháp dùng dầu gội dành cho da đầu khô, dầu xả dưỡng ẩm cho cả phần đuôi tóc, chúng ta có thể tự làm phương pháp điều trị da đầu khô tại nhà bằng những vật dụng có sẵn trong bếp. Dầu dừa, giấm táo và nha đam là các thành phần giúp cho dịu da đầu khô, bị viêm da và giảm bớt tình trạng bong tróc và cũng góp phần nhiều giúp cho tóc bóng mượt. Ngoài ra, thêm một tí tinh dầu hoa trà vào dầu gội đầu cũng giúp cho việc kháng khuẩn, chống nấm và chống viêm cho da đầu.
Nếu không có thời gian thì chúng ta cũng có thể sử dụng các loại dầu dưỡng tóc nguyên chất sẽ giúp dưỡng tóc từ gốc cho tới ngọn. Khi vẫn còn trong phòng tắm đầy hơi nước, hãy massage từ 3 đến 5 giọt vào chân tóc và nhẹ nhàng xoa xuống ngọn tóc. Song song đó, việc massage cho da đầu không chỉ mang cảm giác tuyệt vời mà còn giúp gia tăng lưu thông máu, dễ dàng loại bỏ những chất bị tích tụ hoặc tạp chất ra khỏi da đầu. Lính cứu hỏa ở Houston bị tử nạn trong vụ cháy nhà kho, một người khác bị thương. Hôm nay thực sự là một ngày khó khăn đối với sở cứu hỏa Houston khi một trong những người lính kỳ cựu 9 năm của chúng tôi, Marcelo Garcia, tử nạn trong khi làm nhiệm vụ. Garcia đã tử nạn sau khi một bức tường đổ sập trong lúc báo động nhà kho ở East End. Sở cứu hỏa Houston xác định lính cứu hỏa tử nạn trong khi làm nhiệm vụ là Marcelo Garcia, 42 tuổi. Anh là thành viên đóng góp của quỹ 11 cho Magnolia Park Shack, một đội bóng bầu dục mà anh từng chơi khi còn nhỏ. Anh cũng đã đóng góp tiền trong 5 năm. Danh tính của người lính cứu hỏa còn lại bị thương vẫn chưa được công bố, nhưng các viên chức cho biết người lính này bị thương không nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra khi người lính cứu hỏa Houston đến một vụ cháy tại nhà kho ở khu 6600 Park vào khoảng 10 giờ 50 phút tối vào ngày thứ Tư. Ngay sau khi đến nơi, người lính cứu hỏa đã gọi báo động thứ hai. Một lúc sau, khoảng 11 giờ 5 phút tối, một lính cứu hỏa đã gọi báo động khẩn cấp vì tường bị sập. Sau đó thì báo động thứ ba đã được phát ra. Thị trưởng Houston John Whitmire và chỉ huy sở cứu hỏa Houston Thomas Munoz đã thảo luận về cái chết của người lính cứu hỏa, người đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà kho. Ông Munoz cho biết hai người lính cứu hỏa bị thương và được đưa đến bệnh viện. Thật không may, một trong những người anh em của chúng tôi, người lính cứu hỏa Marcelo Garcia, 42 tuổi, đã qua đời. Người lính cứu hỏa Garcia đã làm việc tại sở cứu hỏa trong 10 năm và anh ấy đã dành 6 năm cuối đời tại đồn 23, ông cho biết. Mỗi ngày anh ấy thức dậy để phục vụ cho công chúng, giống như tất cả những người anh chị em của chúng tôi tại sở cứu hỏa Houston. Nhiệm vụ của anh ấy là phục vụ công chúng, cứu mạng người để những người khác an toàn. Theo Axios đưa tin, California có chiều hướng chuyển đỏ đáng kể trong cuộc bầu cử năm 2024. Với sự phân tích dựa trên lá phiếu bầu tại các quận, Axios cho biết tiểu bang California trong cuộc bầu cử vừa qua đã có một làn sóng ngầm chuyển đỏ ủng hộ đảng Cộng Hòa, dù là thành trì lâu năm của đảng Dân Chủ. So với năm chiến thắng 2016 của Tổng thống đắc cử Trump, hơn 71% các tiểu bang trong cuộc đua năm nay có chiều hướng ủng hộ đảng Cộng Hòa nhiều hơn, Axios phân tích dựa trên dữ liệu bầu cử của AP. Ví dụ như quận San Diego của tiểu bang California năm 2020 ủng hộ đảng Dân Chủ, nhưng có chiều hướng nghiêng về đảng Cộng Hòa trong năm 2024. Theo tờ báo Los Angeles Times, Tổng thống đắc cử Trump vào tối ngày 5 tháng 11 đã dẫn trước tại quận Cam với hơn 10.000 phiếu bầu. Quận Cam được cho là khu vực ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng vào năm 2016, cư dân ở đây từ chối bầu cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Donald Trump và đã bầu chọn cho ứng cử viên đảng Dân Chủ là Hillary Clinton. Quận Cam vào năm 2020 cũng bầu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ, khi đó là ông Joe Biden. Ông John Gauss, trưởng khoa sinh thái xã hội tại Đại học California, thành phố Irvine, cho rằng cuộc tranh cử xích sao vừa rồi càng củng cố thêm vị thế đi đầu của quận Cam trong việc xác định vị trí và hướng đi của Hoa Kỳ. Đây không phải là dấu hiệu cho thấy quận Cam đột nhiên trở thành một quận đỏ. Đây chính xác là ý nghĩa của việc trở thành một quận tím. Tờ LA Times đã dẫn lời ông Gu trong bài viết đăng ngày 6 tháng 11. Chưa thể kết luận California có chuyển màu đỏ hay không, Axios cũng nhận định tổng số phiếu của tiểu bang California sẽ có thay đổi trong 2 tuần tới và thường sẽ chuyển xanh nhiều hơn khi các phiếu bầu đến muộn được kiểm đếm. Đài ABC 10 cũng dẫn bình luận của các nhà chuyên môn cho rằng hiện quá sớm để xác định California có hiện tượng làn sóng đỏ. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự chuyển dịch qua xanh khi tiến gần hơn đến việc kiểm phiếu bầu đầy đủ. Vì vậy, vẫn là quá sớm để nói rằng có một làn sóng đỏ. Ông Paul Mitchell, phó chủ tịch của công ty chuyên về dữ liệu Political Data cho biết trên kênh ABC 10 vào ngày 6 tháng 11. Ông tin rằng với hơn 16 triệu phiếu bầu còn đang đếm, tiểu bang California sẽ chứng kiến sự gia tăng trong sự ủng hộ dành cho đảng Dân Chủ. Thống đốc California Gavin Newsom kêu gọi phiên họp lập pháp đặc biệt sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành tuyên bố vào ngày thứ Năm
để triệu tập một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp tiểu bang với mục tiêu bảo vệ các quyền công dân và cho phép các vụ kiện tụng tiềm tàng trước khi chính quyền của Tổng thống Trump đắc cử nhậm chức. Phiên họp đặc biệt bắt đầu vào ngày 2 tháng 12 sẽ tập trung vào việc gia tăng các nguồn lực pháp lý của California để bảo vệ các quyền căn bản, quyền tự do sinh sản, hành động vì khí hậu và các gia đình nhập cư, theo tuyên bố. Các quyền tự do mà chúng ta trân trọng ở California đang bị tấn công và chúng ta sẽ không ngồi yên, ông Newsom, người được xem là ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân Chủ cho Tòa Bạch Ốc vào năm 2028 đã cho biết trong một tuyên bố. California từng đối mặt với thách thức trước đây và chúng ta biết cách ứng phó, ông tiếp tục nói. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo đảm cho người dân California có được sự giúp đỡ và các nguồn lực mà họ cần thiết để phát triển. Theo văn phòng thống đốc, bản tuyên bố này sẽ là sáng kiến đầu tiên trong số nhiều sáng kiến do ông Newsom thực hiện, cộng tác với cơ quan lập pháp, nhằm bắt đầu gia tăng khả năng phòng thủ của California trước chính quyền liên bang sắp tới. Tổng trưởng lý California Rob Bonta đã lặp lại những quan điểm này tại một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm, nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ sức mạnh của luật pháp, toàn bộ thẩm quyền của văn phòng tôi để giải quyết bất công, để bảo vệ tất cả mọi người, đặc biệt là những người từ lâu đã bị bỏ qua và bị đánh giá thấp. Ở California, chúng ta sẽ chọn sự bình tĩnh thay vì hỗn loạn, sự thật thay vì hư cấu và sự gắn bó thay vì đổ lỗi. Tuyên bố của Newsom được ban hành ngay trước bài phát biểu của Tổng trưởng lý chỉ ra thành tích của chính quyền Tổng thống Trump đầu tiên kết hợp với các tuyên bố và tài liệu của chiến dịch là lý do để tin rằng California sẽ chịu những hậu quả bất lợi. Phiên họp đặc biệt sẽ xem xét có thể ban hành luật cần thiết để cung cấp thêm kinh phí của Bộ Tư pháp California và các văn phòng trong nhánh hành pháp, theo tuyên bố. Tài liệu nêu rõ rằng các khoản tiền đó sẽ giúp gia tăng các cơ quan này trong việc lập tức để đơn kiện thách thức những hành động do chính quyền sắp tới thực hiện và bảo vệ chống lại các vụ kiện hoặc hành động thực thi do chính quyền sắp tới đưa ra. Phiên họp cũng sẽ cho phép các nhà lập pháp thực hiện những thay đổi phù hợp với luật hiện hành, phù hợp với những nhu cầu kiện tụng, theo tuyên bố. Hai đảng viên đảng Dân Chủ lên tiếng phản đối các lực sĩ chuyển giới sau chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump. Hai đảng viên đảng Dân Chủ Hạ viện cho biết họ phản đối những lực sĩ chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho phụ nữ ngay sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, chuyển hướng sang phải các lập trường chính sách trước đây của họ và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong đảng Dân Chủ đang bị tổn thương. Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa đặt cược lớn vào thông điệp chống người chuyển giới trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử Tổng thống, đổ dồn vào các quảng cáo được phát trong các trận bóng bầu dục, chỉ trích các lực sĩ chuyển giới và sự chăm sóc khẳng định giới tính. Đảng Dân Chủ phải ngừng chiều chuộng phe cực tả. Dân biểu Tom Suozzi thuộc Đảng Dân Chủ New York đã nói với tờ The New York Times vào ngày thứ Tư, "Tôi không muốn phân biệt đối xử với bất cứ ai, nhưng tôi không nghĩ rằng con trai có thể được chơi trong các môn thể thao dành cho con gái. Đảng Dân Chủ không nên nói như vậy, nhưng họ đã nói như vậy." Suozzi, người đã giành chiến thắng xích sao trong cuộc tái tranh cử vào ngày thứ Ba, cho biết. Suozzi, lần đầu tiên được bầu vào năm 2017, đã rời quốc hội một thời gian ngắn vào năm 2022 để tranh cử thống đốc New York. Một cố gắng và cuối cùng ông đã thua trước thống đốc đảng Dân Chủ đương nhiệm Katie Hochul. Ông đã trở lại Hạ viện vào năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt cho chiếc ghế cũ của mình, bị bỏ trống do dân biểu George Santos đảng Cộng Hòa ở New York đã bị trục xuất. Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Quốc hội, Suozzi đã ủng hộ luật ủng hộ quyền của người chuyển giới, bao gồm đạo luật bình đẳng, sẽ đưa bản nhãn giới và khuynh hướng tình dục vào danh sách các lớp được bảo vệ liên bang, và một nghị quyết do GLSEN đưa ra nhằm thu hút sự chú ý đến việc ăn hiếp và quấy rối mà học sinh đồng tính và chuyển giới phải đối mặt tại trường. Suozzi đã rời khỏi Quốc hội khi một đề nghị cấm phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ của trường được đưa lên Hạ viện, nơi cuối cùng đã được thông qua. Dân biểu Seth Moulton thuộc đảng Dân Chủ Massachusetts cũng đổ lỗi cho Phó Tổng thống Harris và đảng Dân Chủ không muốn hành động vì các lực sĩ chuyển giới là nguyên nhân khiến cho đảng này thua cuộc trong đêm bầu cử. Moulton nói với The New York Times vào ngày thứ Năm rằng đảng Dân Chủ dành quá nhiều thời gian để cố gắng không xúc phạm bất cứ ai thay vì trung thực một cách tàn nhẫn về những thách thức mà nhiều người Mỹ phải đối mặt. Tôi có hai cô con gái nhỏ, tôi không muốn chúng bị một lực sĩ nam
hoặc là một người từng là lực sĩ nam vượt qua trên sân chơi, nhưng với tư cách là một đảng viên đảng Dân Chủ, tôi được cho là phải sợ khi nói điều đó. Mùa xuân năm ngoái, Morton đã bỏ phiếu chống lại việc thông qua đạo luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái của dân biểu Greg Stubbe thuộc đảng Cộng hòa Florida. Đạo luật này đã tìm cách thay đổi tiêu đề chính để công nhận giới tính chỉ dựa trên sinh học, sinh sản và di truyền của một người khi sinh ra. Morton cũng là người vừa tái đắc cử vào ngày thứ ba. Thành phố New York kết thúc chương trình thẻ tặng tiền dành cho người di cư. Thành phố New York đã thông báo rằng họ sẽ kết thúc chương trình cung cấp thẻ ghi nợ trả trước cho các gia đình di cư. Thông qua chương trình thí điểm, chúng tôi đã có thể giảm lãng phí thực phẩm, chuyển hướng hàng triệu đô la cho nền kinh tế địa phương và cung cấp nhiều thực phẩm có liên quan đến văn hóa hơn cho hơn 2.600 gia đình di cư mà chúng tôi chăm sóc. Khi chúng tôi chuyển sang ký hợp đồng cạnh tranh hơn cho các chương trình dành cho người xin tị nạn, chúng tôi đã chọn không gia hạn hợp đồng khẩn cấp cho chương trình thí điểm này. Sau khi thời hạn một năm kết thúc, Thị trưởng Eric Adams đã cho biết trong một tuyên bố. Thành phố New York đã mở rộng chương trình thẻ ghi nợ cho các gia đình di cư để mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho trẻ sơ sinh. Chương trình này cung cấp cho các gia đình di cư tới 350 đô la một tuần và bắt đầu với 500 gia đình di cư có trẻ em. Thành phố New York đã tuyên bố rằng chương trình sẽ giúp thành phố tiết kiệm hơn 600.000 đô la một tháng và 7.200.000 đô la hàng năm. Vào tháng 7, chương trình đã được mở rộng bao gồm 7.300 gia đình. Việc thông qua luật về quyền phá thai gây ra cuộc chiến pháp lý mới tại Missouri. Những người ủng hộ quyền phá thai đã thắng thế trong 7 dự luật bỏ phiếu trên khắp Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử ngày thứ ba và thua 3 dự luật. Đây là lần đầu tiên các dự luật bỏ phiếu về quyền sinh sản trên toàn tiểu bang ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ bị thua kể từ khi tối cao pháp viện lật ngược phán quyết Roe v. Wade vào năm 2022. Cũng có những lần đầu tiên, ở phía bên kia, ba dự luật kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm phá thai, bao gồm một tu chính án ở Missouri, cấm phá thai ở mọi giai đoạn mang thai, ngoại trừ một số trường hợp hạn chế để cứu mạng người phụ nữ. Phá thai đang được đưa ra tòa trong cố gắng lật ngược lệnh cấm của Missouri. Missouri là tiểu bang đông dân nhất, nơi một dự luật bỏ phiếu có thể bãi bỏ lệnh cấm phá thai hiện tại ở mọi giai đoạn mang thai. Nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Các chi nhánh của Planned Parenthood hoạt động tại Missouri đã đệ đơn lên tòa án tiểu bang vào ngày thứ Tư để tìm cách vô hiệu hóa lệnh cấm phá thai của tiểu bang và một số luật điều chỉnh việc chăm sóc sức khỏe. Dự luật của Missouri có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12, không phủ nhận cụ thể bất cứ luật nào của tiểu bang. Thay vào đó, dự luật này để những người ủng hộ yêu cầu tòa án bãi bỏ lệnh cấm mà họ tin rằng hiện sẽ vi hiến. Những người đứng đầu của Planned Parenthood cho biết vào ngày thứ Tư trong cuộc gọi Zoom với các ký giả rằng họ muốn bắt đầu cung cấp dịch vụ phá thai tại các phòng khám ở Columbia, Kansas City và St. Louis nếu họ nhận được phán quyết của tòa án mà họ yêu cầu, bắt đầu bằng việc chặn thực thi các dự luật hiện có. Đây chỉ là bước đầu tiên để thực hiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp của tù chính án thứ ba, chắc chắn không phải là bước cuối cùng. Richard Muniz, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tạm thời của Planned Parenthood, Brett Rivers, cho biết. Các phòng khám đã ngừng cung cấp việc phá thai tại Missouri, ngay cả trước lệnh cấm của tiểu bang có hiệu lực vào năm 2022. Họ cho biết danh sách các quy định khiến họ không thể hoạt động. Những người ủng hộ quyền phá thai đã lên án chiến lược mới của các nhóm chống phá thai khi đưa ra biện pháp cạnh tranh vào lá phiếu như một cố gắng gây nhầm lẫn cho cử tri. Cách này đã được nhóm chống phá thai ở những nơi khác xem xét. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết, quân đội sẽ chỉ thực hiện các mệnh lệnh hợp pháp của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong bản ghi nhớ được công bố ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã nói với các binh sĩ rằng Ngũ Giác Đài cam kết thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự cho chính quyền sắp tới của Tổng thống Donald Trump đắc cử và quân đội sẽ không can dự vào chính trường cũng như sẽ sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh hợp pháp. Giới chỉ trích cho rằng trong nhiệm kỳ tổng thống năm 2017 đến 2021, cựu tổng thống Trump đã phớt lờ các chuẩn mực ứng xử để công khai theo đuổi sự ủng hộ chính trị bên trong quân đội của Hoa Kỳ. Trong khi các binh sĩ Hoa Kỳ vốn được cho là phải trung thành với hiến pháp Hoa Kỳ, chứ không phải với bất cứ đảng phái nào, phong trào chính trị nào hay bất cứ người nào. Trong bản ghi nhớ gửi tới quân đội Hoa Kỳ vào đêm 6 tháng 11 và được công bố vào ngày 7 tháng 11,
ông Lloyd Austin đã khẳng định quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục tách biệt khỏi chính trường, bảo vệ nền Cộng hòa của chúng ta bằng nguyên tắc và sự chuyên nghiệp, và sát cánh cùng các đồng minh và cộng tác giúp gia tăng an ninh của chúng ta. Như thường lệ, quân đội Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng thực hiện các lựa chọn chính sách của Tổng tư lệnh tiếp theo và tuân thủ mọi mệnh lệnh hợp pháp, ông Austin đã viết trong bản ghi nhớ. Dân biểu đảng Dân Chủ Kim Scheer tái đắc cử vào Hạ viện Hoa Kỳ tại quận 8 của Washington. Thống đốc Washington Jay Inslee, người đã giữ chức vụ trong 12 năm, đang xem xét kết quả bầu cử của tiểu bang. Dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Kim Scheer đã giành được nhiệm kỳ thứ tư vào ngày thứ Năm tại tiểu bang Washington, đánh bại đảng viên đảng Cộng hòa Carmen Gores trong một quận bao gồm sự kết hợp giữa vùng ngoại ô giàu có của Seattle và vùng đất nông nghiệp tại trung tâm Washington. Quận 8 đã nói rõ họ muốn ai đại diện cho họ, một người đứng đầu thực dụng, người tận tụy làm việc với cả hai đảng, Shire cho biết trong một tuyên bố. Tôi rất vui mừng khi được tiếp tục công việc của mình để giảm chi phí cho các cử tri, bảo vệ quyền lựa chọn của phụ nữ và giúp đỡ cảnh sát địa phương, cũng như cải tiến sự an toàn công cộng. Chiếc ghế của quận 8 luôn do đảng Cộng hòa nắm giữ trước khi Shire, một bác sĩ nhi khoa, nhậm chức vào năm 2019. Bà đã vượt qua hàng loạt các cuộc đua khá xích sao kể từ đó trước khi đối mặt với Gores trong năm nay. Sayer đã kết hợp với các lập trường tiến bộ, chẳng hạn như bảo vệ quyền phá thai, với việc nhấn mạnh vào việc bảo đảm cung cấp tiền cho đường xa lộ hoặc tài trợ cho các trung tâm nghiên cứu cây trồng đặc sản. Dem Davis tái đắc cử trong cuộc đua vào Hạ viện duy nhất của North Carolina. Dân biểu mới của đảng Dân Chủ Don Davis đã bảo vệ được chiếc ghế của mình trước thách thức từ đối thủ đảng Cộng hòa Lori Buckout để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Hạ viện duy nhất của North Carolina. Davis giành được 49,5% số phiếu so với 47,9% của Buckout. Davis phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong năm nay so với năm 2022 do việc phân chia lại khu vực bầu cử của cơ quan lập pháp tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát vào năm ngoái. Cuộc đua đã thu hút hàng triệu đô la quảng cáo từ hai đảng. Chiếc ghế của Davis rất quan trọng đối với đảng Dân Chủ để có thể giữ được cơ hội kiểm soát Hạ viện. Bầu cử Thượng viện Pennsylvania, đảng viên đảng Cộng hòa Dave McCormick giành được chiếc ghế. Dave McCormick đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện ở tiểu bang quan trọng Pennsylvania vào ngày thứ Năm, từ chối nhiệm kỳ thứ tư của Bob Casey, đương nhiệm của đảng Dân Chủ, và mở rộng thế đa số trong đảng của ông ở Thượng viện. Khi AP thông báo về cuộc đua lúc 4 giờ 9 phút chiều ngày thứ Năm và 2 ngày sau khi cuộc thăm dò ở Pennsylvania kết thúc, McCormick đã dẫn đầu với 0,4 điểm, tỷ lệ chênh lệch hẹp, làm tăng việc phải kiểm phiếu lại, mặc dù chiến thắng của ông sẽ dẫn trước khoảng 30.000 phiếu bầu. Người phát ngôn của Casey khẳng định rằng hàng ngàn lá phiếu vẫn chưa được kiểm và từ chối nhường cuộc đua cho McCormick. Như Bộ trưởng Ngoại giao Pennsylvania cho biết vào chiều nay, có hàng chục ngàn lá phiếu trên khắp khối thịnh vượng chung vẫn đang được kiểm đếm, bao gồm các lá phiếu tạm thời, các lá phiếu quân sự và ở ngoại quốc cũng như các lá phiếu qua thư. Người phát ngôn của Casey, Maddie McDaniel, cho biết trong một tuyên bố, cuộc đua này chỉ còn nửa điểm và không thể gọi tên trong khi phiếu bầu của hàng ngàn người dân Pennsylvania vẫn đang được kiểm đếm. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mọi tiếng nói của người dân Pennsylvania đều được lắng nghe. Với chiến thắng của McCormick, đảng Cộng hòa hiện đã giành ít nhất là 53 ghế tại Thượng viện, xóa bỏ thế đa số trước đây của đảng Dân Chủ tại Thượng viện. Hai cuộc đua vào Thượng viện ở Nevada và Arizona vẫn còn quá gần để có thể kết thúc tính đến chiều ngày thứ Năm. Tổng thống Joe Biden phát biểu trước toàn quốc gia, cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Ngày 7 tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là Tổng thống. Tôi sẽ thực hiện lời tuyên thệ và tôn trọng hiến pháp. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, chúng ta sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình tại Hoa Kỳ. Ông Biden cam kết trong bài phát biểu long trọng được phát trên truyền hình. Tổng thống Joe Biden cho rằng người dân Mỹ vẫn chưa cảm nhận được những thành tựu trong chính quyền của ông và sẽ phải mất nhiều năm mới cảm nhận được hiệu quả. Giờ đây, chúng tôi có 74 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Hãy làm cho mỗi ngày đều có giá trị. Đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với người dân Mỹ, ông nói. Ông cũng thúc giục những người Mỹ nào thất vọng vì thất bại của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris không nên bỏ cuộc. Thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng bỏ cuộc là điều không thể tha thứ.
chúng ta bị đánh gục, nhưng thước đo tính cách của chúng ta, như cha tôi vẫn nói, chính là tốc độ chúng ta đứng dậy. Hãy nhớ rằng, thất bại không có nghĩa là chúng ta bị đánh bại. Tổng thống Biden đã gửi đi thông điệp. Chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã giáng đòn mạnh vào các thành viên đảng Dân Chủ, những người hy vọng Phó Tổng thống Harris sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Harris cũng đã thừa nhận thua Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày hôm qua. Những người tiến bộ nói nếu đưa Thượng nghị sĩ Bernie Sanders lên thì đảng Dân Chủ sẽ không thua. Những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người đã tranh cử tổng thống vào năm 2016 và 2020, một lần nữa cho rằng ông sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nếu ông là ứng cử viên của đảng Dân Chủ thay vì phó tổng thống Kamala Harris. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của tổng thống đắc cử Donald Trump, trong đó ông giành được cả hai đại cử tri đoàn và số phiếu phổ thông. Sanders, một người độc lập tham gia nhóm họp kín với đảng Dân Chủ, đã đưa ra tuyên bố chỉ trích đảng Dân Chủ vào ngày thứ Tư. Không có gì ngạc nhiên khi một đảng Dân Chủ đã bỏ rơi những người lao động, sẽ thấy rằng giai cấp lao động đã bỏ rơi họ, Sanders viết. Đầu tiên, đó là giai cấp lao động da trắng và bây giờ là cả công nhân, gốc Latin và người gốc Phi Châu. Ông chỉ trích những người đảng Dân Chủ vì bảo vệ nguyên trạng, lưu ý rằng người Mỹ tức giận và muốn thay đổi, và họ đã đúng. Trong những ngày sau thất bại của Phó Tổng thống Harris, những người ủng hộ ông Sanders đã đăng trực tuyến chỉ trích đảng, lập luận rằng nếu Sanders và nền tảng của ông thì sẽ hoạt động tốt hơn. Kriana Joy Gray, người dẫn chương trình podcast và cựu thư ký báo chí của ông Sanders, đã chỉ trích nền tảng kinh tế của đảng Dân Chủ trong một bài đăng trên X. Hãy tưởng tượng nếu họ là những người bỏ phiếu, có thể nói đánh thuế người giàu, chăm sóc sức khỏe miễn phí, mức lương đủ sống, đồng thời nói thêm dù sao thì ông Bernie cũng sẽ thắng. Nhiều người nổi tiếng khác của đảng Dân Chủ cũng đã đăng trên X, Bernie sẽ thắng. Câu nói này được lặp lại từ năm 2016, khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2016, ông Sanders đã giành được khoảng 19% số phiếu bầu. Năm 2020, ông đã bỏ cuộc bầu cử sơ bộ sau khi nhận được hơn 1.000 đại biểu. Sanders đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư với tư cách là Thượng nghị sĩ Vermont vào ngày thứ Ba. Ông giành được 63,3% số phiếu bầu, giảm so với 67,4% mà ông giành được vào năm 2018. Một số người đã nhắc đến chiến dịch tranh cử năm 2016 của Sanders, chẳng hạn như Cristobal, người dẫn chương trình podcast Breaking Points, người cho biết phong trào tiến bộ của Sanders có thể cứu đảng Dân Chủ trong 8 năm qua, đồng thời nói thêm rằng chủ nghĩa dân túy coi trọng giai cấp của Bernie đã giành được chính xác loại cử tri, người Mỹ Latin, tầng lớp lao động, anh em, Joe Rogan mà đảng Dân Chủ hiện đang đẩy lùi. Một số người di cư đã bỏ ý định sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Một số người di cư đến Hoa Kỳ đã bỏ đoàn sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày thứ Ba. Tin tức về thất bại của Phó Tổng thống Harris đã buộc một số người suy nghĩ lại về những cố gắng của họ sau khi đoàn di cư bao gồm 3.000 người khởi hành ở Mexico trong tuần này với những người xin tị nạn từ một số quốc gia. Người phát ngôn của cơ quan an ninh tiểu bang Chiapas cho biết một số gia đình đã chọn quay trở lại thị trấn biên giới Tapachula của Guatemala. Felipe, một người di cư Cuba, đã nói chuyện và than thở về chiến thắng của ông Trump. Đây là hồi kết cho giấc mơ rời khỏi Cuba của tôi. Tổng thống đắc cử Trump từ lâu đã xem mình là một người cứng rắn về biên giới và đã hứa sẽ tiến hành trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp nếu ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc. Chúng ta sẽ có cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử quốc gia, ông nói vào tháng 9 trong một bài phát biểu tại Los Angeles, và chúng ta sẽ bắt đầu với Springfield và Aurora, Colorado. Những người di cư đã giao tiếp trên mạng Telegram và các ứng dụng mạng xã hội khác để xem xét tin tức về bất cứ thay đổi nào trong hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ. Một số người thất vọng khi cựu Tổng thống Donald Trump nhận được 46% số phiếu bầu của người Mỹ gốc Latin. Họ đã quên mất khi họ ở bên kia, một người di cư Venezuela cho biết. Một thanh niên đến từ Ecuador cho biết rằng anh hy vọng sẽ được đến với chương trình tị nạn của Hoa Kỳ. Một số người di cư hy vọng sẽ đạt được lịch hẹn trên ứng dụng CBP One của cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ trước khi
tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Tòa cho ông Giuliani một tuần để giao tài sản cho hai nhân viên bầu cử Georgia bị ông phỉ báng. Chánh án liên bang ngày thứ Năm ngày 7 tháng 11 cho ông Rudy Giuliani một tuần để giao tài sản bao gồm xe hơi, đồng hồ, đồ nội thất, kỹ vật thể thao cho hai nhân viên bầu cử Georgia bị ông phỉ báng, nếu không sẽ bị kết tội khinh thường tòa. Tại phiên tòa ngày thứ Năm ở Manhattan, thành phố New York, ông Giuliani, cựu luật sư của Tổng thống đắc cử Donald Trump, liên tục cào nhào khi chánh án Lewis Lehman đưa ra một lệnh mới về cách ông phải giao tài sản cho hai mẹ con của bà Ruby Freeman và Shay Moss. Cách đây hơn 10 tháng, Bồi thẩm đoàn kết luận ông phải bồi thường cho hai mẹ con bà Freeman gần 150 triệu đô la vì đưa tin bịa đặt là hai nhân viên này gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia, khiến cho họ bị quấy nhiễu và đe dọa. Trước phiên tòa vào ngày thứ Năm, chánh án Lehman đã ra thời hạn chót là ngày thứ Ba vừa qua để ông Giuliani giao phần lớn tài sản cho hai mẹ con, nhưng ông không đáp ứng được. Luật sư của ông Giuliani cố gắng biện minh rằng ông sẵn sàng giao tài sản nhưng không biết cách nào. Vào ngày thứ Năm, thì chánh án Lehman đã cảnh báo ông có thể bị kết tội khinh thường tòa và bị trừng phạt nếu không tuân thủ lệnh tòa. Luật là luật, tôi sẽ không áp dụng luật cho thân chủ của ông khác với người khác, ông đã nói với luật sư của ông Giuliani. Nhóm luật sư của hai mẹ con Freeman cũng đang làm thủ tục siết căn nhà 6 triệu đô la của ông Giuliani ở Manhattan. Và tuần trước, khi họ vào được căn nhà này, căn nhà gần như trống không và họ dự định bán đi. Cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, 10 người giàu nhất trên thế giới có thêm 64 tỷ đô la. Vào ngày thứ Tư, không chỉ là ngày vui cho Tổng thống đắc cử Donald Trump mà còn cho 10 người giàu nhất trên thế giới vì tài sản đã gia tăng kỷ lục. Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg vào ngày 7 tháng 11, được lợi nhiều nhất là tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và một trong những ủng hộ viên nhiệt tình nhất của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Vào ngày thứ Tư, tài sản của ông đã tăng 26,5 tỷ đô la lên 290 tỷ đô la. Tài sản của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và là ông chủ báo Washington Post đã tăng 7,1 tỷ đô la. Sau một tuần, ông quyết định tờ báo này sẽ không ủng hộ cho ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tỷ phú Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle và cũng là người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, có thêm 5 tỷ 500 triệu vào ngày thứ Tư. Những tỷ phú khác có tài sản tăng vọt sau khi cựu tổng thống Donald Trump đắc cử, gồm ông Bill Gates và ông Steve Ballmer, là hai nhà đứng đầu trước đây của Microsoft, ông Larry Page và ông Sergey Brin, hai người chủ cũ của Google, và ông Warren Buffett, tổng giám đốc của Berkshire Hathaway, mặc dù không tỷ phú nào trong số này tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào trong năm nay, nhưng trước đây họ là ủng hộ viên ứng cử viên đảng Dân Chủ và chính sách của đảng Dân Chủ. Tổng cộng 10 người giàu nhất trên thế giới có thêm 64 tỷ đô la vào ngày thứ Tư, tăng nhiều nhất trong một ngày từ khi Bloomberg bắt đầu đưa ra chỉ số tỷ phú hồi năm 2012. Vatican chúc mừng cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Donald Trump. Ngày 7 tháng 11, Hồng y Pietro Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican đã gửi lời chúc mừng đến Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng lời chúc cho sự khôn ngoan trong bối cảnh ông sắp quay trở lại nắm quyền. Chúng tôi cầu chúc ông ấy có một sự khôn ngoan tuyệt vời vì theo Kinh Thánh, đây là đức tính trọng yếu của những người lãnh đạo. Hãng Reuters dẫn lời Hồng y. Theo đó, ông tin tưởng ông Trump sẽ cố gắng để trở thành vị tổng thống của toàn nước Mỹ và sẽ vượt qua được bối cảnh chia rẽ trong thời điểm hiện nay. Theo đài truyền hình trung ương của Trung Quốc CCTV, trong thông điệp chúc mừng gửi tới Tổng thống Donald Trump vào ngày 7 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh mối bang giao mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ổn định sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Chính sách của chúng tôi đối với Hoa Kỳ là nhất quán. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết mối bang giao Hoa Kỳ và Trung Quốc theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và cộng tác cùng có lợi. Một bài báo của Spain Times nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang là đối thủ cạnh tranh chiến lược với nhau, hiện đang có bất đồng về nhiều vấn đề từ thương mại đến kỹ thuật và an ninh quốc gia. Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng sẽ không có sự cải tiến đáng kể trong mối bang giao giữa hai quốc gia, bất kể ai là người chiến thắng vào cuộc đua Tòa Bạch Ốc.
Phát biểu tại cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vodai ở thành phố Sochi, miền nam nước Nga ngày 7 tháng 11, Tổng thống Nga Putin cho biết ông muốn gửi lời chúc mừng về việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Putin lưu ý rằng ông Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và những tuyên bố như vậy ít nhất cũng đáng được chú ý. Tổng thống Nga đã ca ngợi hành động của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong việc ông thoát khỏi vụ ám sát hụt ở Pennsylvania vào mùa hè này, khi đứng dậy và giơ nắm đấm lên sau khi một viên đạn sượt qua lỗ tai của ông. Tôi rất ấn tượng, ông ấy là một người can đảm, một người thể hiện bản chất thật của mình trong những trường hợp khẩn cấp, và tôi nghĩ ông ấy đã thể hiện mình một cách đáng ngưỡng mộ và dũng cảm. Vài tiếng trước đó, Điện Kremlin phủ nhận các báo cáo cho rằng ông Putin đã gửi thông điệp chúc mừng riêng đến ông Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói Hoa Kỳ là một quốc gia không thân thiện, trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin cho biết ông sẵn sàng nhận cuộc gọi điện thoại từ Tổng thống đắc cử Trump và nói thêm rằng sẽ không có gì là thấp hèn nếu tôi gọi điện cho ông ấy. Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu độc lập an ninh với Mỹ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tổng thống Pháp đã hối thúc châu Âu bảo đảm sự độc lập về an ninh, bảo vệ lợi ích của người dân giữa thời điểm quyết định. Chúng ta đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích của người dân châu Âu chưa? Tổng thống Pháp đặt câu hỏi. Theo ông, châu Âu cần nắm quyền viết nên lịch sử của mình giữa thời điểm quyết định với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, chiến tranh ở Ukraine, căng thẳng thương mại, kỹ thuật với Trung Quốc. Lợi ích của chúng ta là Nga, không được chiến thắng, ông nói. Trước đó vào ngày 6 tháng 11, Tổng thống Pháp Macron đã có cuộc gọi với Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi ông tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Theo văn phòng của Tổng thống Pháp, cả hai vị đã chia sẻ mong muốn cộng tác để khôi phục hòa bình và ổn định khi phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng thế giới đang diễn ra. Trong khi đó, thì Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về vai trò của châu Âu và đề nghị cộng tác với các vấn đề bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, Trung Đông khi cựu Tổng thống Donald Trump nhậm chức đầu năm sau. Cũng trong ngày 7 tháng 11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã nói rằng ông nhìn thấy cơ hội chấm dứt chiến tranh ở Gaza, Lebanon sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đắc cử. Tôi tin rằng một cánh cửa đã hé mở để chấm dứt thảm kịch mà người Israel, người Palestine và toàn bộ khu vực đã chìm trong đó kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông Barrot nói và nhắc lại việc cựu Tổng thống Donald Trump từng nói sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Ông cho biết ông hy vọng giải pháp ngoại giao sẽ xuất hiện trong những tuần tới. Vũ lực sẽ không đủ để bảo đảm an ninh cho Israel. Đã đến lúc tiến tới một thỏa thuận cho phép giải thoát tất cả các con tin, ngừng bắn và đưa hàng loạt viện trợ nhân đạo vào Gaza. Nhiều nhà máy phụ tùng xe hơi ở Đức đóng cửa. Nhà sản xuất mâm xe BBS Auto Technic vừa đóng cửa nhà máy, sa thải toàn bộ nhân viên trong cuộc khủng hoảng sản xuất xe hơi ở Đức. Sau khi nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm ngoái, nhà sản xuất mâm xe BBS vừa thông báo đóng cửa. Tất cả nhân viên bị sa thải và các nhà phân phối sẽ bán tất cả các hàng tồn kho. Doanh nghiệp còn lại vẫn hoạt động ở bên ngoài Đức là BBS Nhật Bản chưa bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa của BBS Đức. BBS là một trong số hàng chục nhà cung cấp phụ tùng xe hơi, xe Honda ở Đức, đang lao đao vì chuỗi sản xuất xe hơi bị đứt gãy do tiêu thụ giảm. Hãng xe lớn nhất của Đức là Volkswagen đã lên kế hoạch đóng cửa 3 nhà máy, cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên trong tổng số 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp tại Đức. Volkswagen cũng đã có kế hoạch cắt giảm ít nhất là 10% lương và ngừng tăng lương trong năm 2025-2026. Họ cũng đưa ra các đề nghị về cách cắt giảm chi phí lao động vào ngày 30 tháng 10 khi các công nhân và những người đứng đầu gặp nhau trong vòng đàm phán tiền lương thứ hai và hãng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3. Vào đầu tháng này, cả Mercedes và Porsche tuyên bố cắt giảm mạnh chi phí do lợi nhuận giảm bớt ở thị trường Trung Quốc suy yếu. Các hãng xe Đức cũng lo ngại bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc khi thuế nhập cảng của Liên minh châu Âu đối với xe điện Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tàu thuyền ở Hồng Hải. Trong bài phát biểu trên đài truyền hình Al Masira, thủ lĩnh lực lượng Houthi Abdul Malik al-Houthi khẳng định các hoạt động quân sự của Houthi sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu có liên quan đến lợi ích của Israel, Hoa Kỳ và Anh.
Ông nói thêm rằng sự thay đổi người đứng đầu ở Hoa Kỳ hay áp lực quân sự đều không thể thay đổi lập trường về nhóm này, về vấn đề Palestine. Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã phóng hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo, phi cơ không người lái và tàu không người lái vào các tàu hải quân, tàu thương mại của thế giới liên quan đến Israel ở Hồng Hải, cũng như các vùng biển khác ngoài khơi Yemen, nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Đáp lại, Liên quân Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng hỏa tiễn nhắm vào các trung tâm của Houthi ở Yemen. Nhật Bản trang bị thêm hỏa tiễn JSM cho phi cơ chiến đấu F-35A. Nhật Bản vừa ký thỏa thuận mua hỏa tiễn tấn công liên hợp JSM của hãng sản xuất vũ khí Kongsberg của Na Uy để trang bị cho đội phi cơ chiến đấu F-35A. Đây là hợp đồng thứ 5 của Nhật Bản với Kongsberg để mua dòng hỏa tiễn này, tổng trị giá lên tới 173 triệu đô la. Ông Eric Lee, chủ tịch của Kongsberg Defense and Aerospace đã nhấn mạnh, thỏa thuận này thể hiện vai trò quan trọng của hỏa tiễn JSM trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Nhật Bản và là một minh chứng rõ ràng cho sự liên quan ngày càng phát triển giữa chính phủ Na Uy và Nhật Bản và hãng Kongsberg. JSM là dòng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không, sở hữu hệ thống dẫn đường tân tiến giúp gia tăng độ chính xác cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa. Hỏa tiễn này được thiết kế để có thể đặt bên trong khoang vũ khí của phi cơ chiến đấu F-35, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến tới 275 cây số. Hỏa tiễn JSM còn được tích hợp hệ thống quét ảnh hồng ngoại tân tiến, giúp gia tăng nhận được mục tiêu dễ dàng. Nhật Bản đã mua dòng hỏa tiễn này lần đầu tiên vào năm 2018. Đến năm 2020, Nhật Bản đã ký thỏa thuận mua thêm 105 phi cơ chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ với chi phí ước tính lên khoảng 23 tỷ đô la. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã liên tục gia tăng ngân sách cho quốc phòng, tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng không quân. Tin Việt Nam, công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc rời khỏi Việt Nam để né thuế từ Hoa Kỳ. Một số nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời lớn nhất do Trung Quốc sở hữu tại Việt Nam đang cắt giảm sản lượng và tiến hành sa thải công nhân, theo Reuters. Hành động này xuất phát từ việc Hoa Kỳ gia tăng thuế quan thương mại nhắm vào Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác. Trong khi đó, tại Indonesia và Lào, hàng loạt nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời mới do Trung Quốc sở hữu đang bắt đầu nở rộ, nằm ngoài phạm vi bảo vệ thương mại của Hoa Kỳ. Theo tin tức của Reuters, công suất được dự đoán của nhà máy này đủ để cung cấp tương đương khoảng một nửa số lượng tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Hoa Kỳ vào năm 2023. Các công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã nhiều lần giảm mức độ sản lượng tại các trung tâm sản xuất hiện có, trong khi tiến hành xây dựng các nhà máy mới ở những quốc gia khác nhằm né tránh thuế quan và có thể thống lĩnh thị trường của Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới, bất chấp các đợt áp đặt thuế liên tiếp của Hoa Kỳ trong hơn một thập niên được Washington tạo ra nhằm kiểm soát Trung Quốc. Đây là trò chơi mèo vờn chuột với mức độ lớn. Ông William Reich, cựu quan chức thương mại trong chính quyền Tổng thống Bill Clinton và là cố vấn cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS nhận định với Reuters. Không khó để dịch chuyển sản xuất, tái lập và khởi đầu lại. Việc Hoa Kỳ đưa ra luật thương mại thường chậm hơn một bước. Việt Nam bị ảnh hưởng trực tiếp nhất có thể thấy được từ mức thuế quan nhập cảng mới nhất của Mỹ, mà theo đó tổng mức thuế áp đặt lên một số nhà sản xuất có thể lên tới 300%, đó là ngành năng lượng mặt trời ở Việt Nam. Vào tháng 8, Reuters đã đến thăm các khu công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam do các công ty Trung Quốc sở hữu, gồm LONGi và China Solar, và nói chuyện với các công nhân. Tại tỉnh Bắc Giang, hàng trăm công nhân tại một tổ hợp nhà máy mức độ lớn của Vinasolar thuộc công ty năng lượng LONGi đã bị mất việc làm trong năm nay. Hai nhân viên nắm bắt vấn đề này đã nói cho Reuters biết. Tại tỉnh Thái Nguyên, công ty Trina Solar đã ngừng hoạt động một trong hai nhà máy sản xuất điện quang của họ, hai nhân viên cũng đã cho biết. Các nhân viên tại cả hai công ty này đều từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề khi trả lời với Reuters. Công ty LONGi không trả lời bình luận. Hồi tháng 6, công ty này cho biết đã tạm ngưng sản xuất một nhà máy pin mặt trời ở Việt Nam, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
China Solar vào tháng 6 cho biết một số trung tâm tại Việt Nam và Thái Lan đã ngừng hoạt động để bảo dưỡng mà không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, dữ liệu nhập cảng tấm pin mặt trời của Hoa Kỳ cho thấy các lô hàng từ Việt Nam tăng gần 74% trong tháng 8. Các nhà phân tích trong lĩnh vực này cho rằng sự tăng vọt sản lượng là do gia tăng xuất cảng trước khi Hoa Kỳ áp đặt thuế nhập cảng mới trong năm nay. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Tin vui! Tuần này nhận được tin vui hơi nhiều quý vị ơi. Bà tin vui rồi. Dạ, Lan Lộc xin phép chia sẻ cùng quý vị. Chào Lan Lộc, chú rất vui đã tìm được người bạn hải quân Quách Văn Nhiều sau năm 1975. Nghe bạn nói là vì đi tù cải tạo 2 năm 8 tháng cho nên không đi được diện HO. Rất cảm ơn Hồng Loan Bảo Lộc đã nhắn tin giùm chú. Chúc hai cháu luôn vui vẻ và hạnh phúc. Wow! 40 mấy năm. Chú kiếm chú Nhiều lâu lắm rồi đó. Rất là vui chú đã liên lạc được với chú Nhiều. Hình như chú cũng nhờ Lan Lộc tìm thêm một vài người bạn của chú nữa. Vài hôm nữa Lan Lộc sẽ đưa tin cho chú nha. Niềm vui này, Bảo Lộc và Hồng Loan rất là cảm ơn quý vị đã cùng Loan Lộc để chia sẻ những bản tin này đi xa hơn nữa. Cảm ơn quý vị. Và sau đây là lá thư tìm người thân của ngày hôm nay. Xin chào anh Bảo Lộc và chị Hồng Loan. Em tên là Thủy Lâm. Xin nhờ anh chị giúp đỡ tìm người thân tên là Khánh ở Riverside. Chân thành cảm ơn anh chị. Em là Thủy, hiện đang ở San Jose, California, là con gái của chú Sáu Ngọc, tiệm điện Vạn Lý, và thím Sáu, tiệm điện Hồng Phong ở Việt Nam. Em muốn tìm anh Khánh là con cô Năm, trước ở Hóc Môn, Việt Nam. Khi qua Mỹ thì gia đình của anh định cư ở Riverside, California, chuyên cung cấp trái cây cho các chợ Việt Nam. Em đã mất liên lạc với anh sau lần gặp ở Riverside vào năm 2007. Hy vọng anh chị, các cháu hoặc ai có tin tức về anh và nếu gia đình có nghe được tin này, xin hãy liên lạc với em Thủy qua số điện thoại 408-531-5188. Rất mong tìm lại được anh chị. Cảm ơn anh Bảo Lộc, chị Hồng Loan luôn giúp đỡ kết nối được những người thân bị mất liên lạc. Chúc anh chị và gia đình luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Thủy Lâm. Bà Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn Thủy Lâm và xin được nhắc lại số điện thoại của Thủy Lâm là 408-531-5188. Bà Lộc và Hồng Loan cảm ơn quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Wow, ngày hôm nay mặc áo đỏ hơn quá lòng người. Màu đỏ là màu hên nhất. Giống như Tết á, mà muốn hên là phải mặc áo đỏ để mới được lì xì nhiều. Cái gì muốn đi đánh bài, người ta cũng hay mặc áo đỏ luôn. Ngộ vậy, phải không? Thiệt, cái ta dị đoan, nhưng mà cũng có phần đúng thì chẳng hay sao. Rồi, ngày hôm nay cũng mận áo đỏ, mình đổ đi lo. Hy vọng mặc áo đỏ lần hơn. Chứ thù quá hả? Thù quá, Lộc thấy Loan thù hoài, Lộc thấy tội nghiệp quá. Bởi vì hôm nay mận áo đỏ, đổ đi nha. Nhưng mà nên nhớ Lộc cũng mặc áo đỏ nha Loan. Bây giờ đổ Loan, nơi nào nha? Đổ Loan nơi nào? Nơi này cũng thấy có rồng. Bay lên, la lớn, thành không, thành thành. Rồng là lông rồi phải không? Là nơi nào ở Việt Nam? Bay lên. Bay lên la lớn. Thành không, thành thành. Bay lên. Là rồng lông, thăng long là bay lên. Gì? Rồng bay là thăng long. Ai biết? Thành thành, thành thăng long. Đúng không? Sai. Sao sai? Sao sai? Đúng đúng. Rồng là lông. Rồi. Bay lên là thăng long. Ừ. Thành thành là thành một cái thành gọi là thành thăng long. Chắc không? Tạm cho đúng. Nhưng mà nơi này cũng gần mình lắm. Ý gần Sài Gòn. Lộn. Gần Sài Gòn. Lẽ gì nữa? Long Thành. Mà ta nói là đi Vũng Tàu phải ghé Long Thành. Đúng rồi. Ghé Long Thành để mà mua khô bò, khô nai gì đó. Trời ơi, Bảo Lộc. Trái cây. Nhắc Hồng Loan thèm. Ghé Long Thành. Những cái trạm bây giờ mình ghé, trời ơi, bán đồ ăn quá trời, đủ thứ đồ ăn luôn. Lộc đếm đâu mấy cái trạm mà gọi là bò sữa Long Thành đó. Đâu đếm đâu cả trăm cái trạm. Mà vô không bao giờ mua bò sữa, sữa bò hết á. Ừ. Mà biết ngon nhất gì không? Cái gì? Mít tô nữ. Trời đất ơi, nói cái món đó chịu không nổi luôn á.
mít nó nhỏ mà ăn nó ngọt gì đâu ha. Cái mít tố nữ ngộ quá, tét một cái là lôi nguyên cái cùi và cái mít nó dính vô luôn. Thèm quá. Tạm cho Loan đúng, nhưng mà hình như câu của Loan đúng hơn. Tạm nói chuyện cho vui mà Loan. Câu đố thứ hai, một câu đố địa danh nữa. Đố Loan, nơi nào nổi tiếng sang giàu lại còn được phúc sống lâu muôn đời? Nổi tiếng sang giàu lại còn được phúc sống lâu muôn đời. 4. Phúc Lộc Thọ hả? 3. Phước Lộc Thọ kế bên mình, cách mình 15 đúng phút. Đúng rồi, Phước Lộc Thọ đó. Hả? Phước Lộc Thọ. Nơi nào nổi tiếng sang giàu lại còn được phúc sống lâu muôn đời? Ở Việt Nam, không phải Mỹ. Hồi nãy mới nói, An Giang. Hả? An Giang. Người ta chưa nói câu trả lời, tự nhiên cái gì nhảy vô à. Phước Lộc Thọ này bán vàng hột xoài nhiều lắm, giàu rồi. Nhưng mà không phải gì bên Mỹ. 4, 3, 2, sống lâu muôn đời, 1. Vậy thì cũng đâu chừng đó à. Phước Lộc Thọ. Tỉnh nào ta? Nơi nào nổi tiếng sang giàu lại còn được phúc sống lâu muôn đời? 4. Phúc Lộc Thọ. 3. Mày có 2. Giàu. 1. Rèn. Nơi nào nổi tiếng sang giàu? Đã hết giờ. An Giang. Đã hết giờ. Thôi không thèm trả lời nữa. Bí. Bỏ đậm bí luôn. Gì? Hồi nhỏ đó, Loan hay thường đi lắm mà Loan không nhớ. Đi đâu? Vô sân Phú Thọ. Nhỏ người ta đi sao biết? Hả? Hồi nhỏ tôi đi sao không biết? Biết, tại vì đó có sân banh rồi trường đua Phú Thọ nổi tiếng lắm. Thì gọi là nơi nào nổi tiếng sang giàu lại còn được phúc sống lâu muôn đời, đó là Phú Thọ. Nhưng mà Lộc nói giỡn với Loan vậy thôi, không phải là trường đua Phú Thọ đâu. Chứ gì? Mà là tỉnh Phú Thọ nằm ở miền Bắc, cách Hà Nội cũng không có xa lắm. Hả? Phước Lộc Thọ. Chính xác. Tới Phước Lộc Thọ là cái gì nó cũng có đó. Nổi tiếng cũng có nè, sang giàu cũng có, rồi sống lâu muôn đời là có ba ông Phước Lộc Thọ đứng ngoài trước đó. Ông Lộc đứng giữa đó. Đó, ông Lộc cũng ngồi đây nè. Nó vẫn chơi cho vui nha quý vị. Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiều nay, lúc 6 giờ chiều giờ California,